ơi, thắng nó từ từ. 4, 5, 6 rồi. Khoan. Mà lôi lên muốn không nổi cái đời. Mày thấy cái... Tao lên luôn. Cái chỗ mới á, nó mới có nhiều nền. Có con cá chê nữa. Rồi bà, lên. Rồi. Ôi trời ơi, ông nổi rồi. Động vô trong cục cây đó. Ừ, cục đó đó. Chào cả nhà. Thôi sớm mơ giờ công chuyện mình cũng đã rồi hết rồi, bây giờ xuống cái này kiếm mớ màu về đăng mà chiều nay mình làm xương xương. Rồi bắt đầu lên đường. Mình lên đường. Qua bên bển tập cái bên bển cái đi cho nó cái cục đó cho nó ra. Mình xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Trưa nay có anh hai phụ tiếp với bác Sáu nữa. Hy vọng bữa nay dính cá bự bự rồi. Chịu làm la ra vài ly. Hôm qua có mấy con cá tra ngon quá mà chỉ có mình với cha với chú Sang à, cũng không có làm ly nào luôn. Ôi nó mát. Mát. Giờ mình đuổi mấy con cá đầu tiên ở trong cái đống cây đó ra trước đi. Đập đập đó Phục. Không có kéo thẳng tới luôn anh. Hả? Lặn chứ. Ừ. Kéo hoài tới. Không, đi lần vậy đó. Khó lắm, mày phân thẳng cái dây dụi mình cứ dài. Kéo cho thẳng là vô. Theo đi. Đúng rồi, vậy bắt cá nới qua nó bển á Phụng. Hả? Nó bển chút. Hai cái. Hả? Lòn ở trong hả? Quá đã ta. Lặn á. Dạ. Anh cứ đi theo tới hoài vậy đó. Sát bên nè Phụng ơi, lặn nó vô á. Đây nó sát bên nè. Chạy đi. Ờ. Sát bờ cây không à. Cây vậy hả? Vậy con vậy nó ngoài cũng được. Ờ. Thì tới luôn đi. Rồi tới đi. Ông phát lỗ ăn trước cho con vậy đó chú nè. Con lặn canh ngay đó lên dễ. Nhớ quét cũng như mình lỗ mình xúc cua đó, rồi đặng qua đây giữ luôn rồi Phụng ơi, nói bệnh chút qua tới đây rồi. Sao ơi? Qua tới đây luôn rồi, nói nhắm qua nói kia chút. Khoan bỏ đi bác, khoan để mình nó đi nó đập đỡ này nè. Vậy đó anh cứ nắm hoài một chút nữa kéo lại đó đó anh. Ồ, con nó ra đây rồi nè. Chắc này nó ra đây rồi nè. Lột xuống đi.
dính hả? Ơi hay vậy ta. Rồi hạ xuống đi, hạ xuống đi, hạ xuống đi Phùng ơi. Ờ bỏ xuống. Rồi. Khoan đợi dạch cỏ đằng kia đi rồi cho anh. Kéo ngược lại bắt sáu anh sao bắt sáu? Dọn cái này chứ. Ờ dọn chỗ đó. Kéo theo vườn chạy không? Hỏi. Con cái chỗ nào dễ lên tôi. Kéo chỗ nào nặng thì kêu con nha. Nếu ấy đi lại tới này nè anh Sáu. Kéo lại nới này nè. Kéo này dễ đi lên nè. Ừ, nó tới này. Trời ơi, dắt này nó ra đây nó ngớp rồi nè anh ra nè. Anh đây. Nè. Đó, động cái nó ra đây nè. Thôi nè, động ra đây nè. Không. Đó, 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 dữ lắm rồi. Được cá vàng, vô mảnh này, vô mảnh này. Tiếp 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 bắt ba kìa Phụng, tiếp bắt ba. Chèo lên. Đừng dạo, đừng dạo. Ủa có bự luôn nè. Lên nha. Lên lên bờ trước rồi đi. Lên lên. Từ từ lên. Bỏ bỏ lên. Phải 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 đưa dây vụ vô mình đem lên trên xuống. Mình bỏ đi, mình bỏ đi. Ê, cái gì vậy? Ờ dưới này mình bỏ lần lần lên. Dạ. Rồi. Dạ. Đó đừng thấy là bả luôn à. Bả luôn. Bả luôn. Lên luôn. Kéo lên, ngựa lên nào lên trên, kéo. Đây đưa dây vụ đây. Rồi. Hôn cá chàng hết sức bự rồi. Cái này nó ngon lắm á. Bữa đó được 3 con đó anh. Hết hồn cá chàng rồi ta. Nè. Ui, ngon. Vũ. Quá ghét rồi. Thì nó phải vậy đó. Vậy chứ sao? Cũng quá gồ bự quá kìa. Đây. Có con cá chê nữa kìa. Không. Có con bự đó. Ồ, cá chê. Vậy là được 2 cá chèn ăn con. Cá này thấy vậy chứ ngoài chợ là trên 100.000 ký đó. Trời ơi, từ 200.000 ký thôi con, không có nữa đâu con. Chứ phải ấy đâu. Ráng chạy nữa kiếm thêm 3 con nữa đi. Mà cho bắt ba. Cá lăn được cái dính ngoài chợ xong thì không có ba. Ừ. Tại vì đó. Dính cái lăn nè rồi cái cua biển chạy. Ừ. Nó sao có còn ta. Cua biển năm nay có lai gai. Có cua biển. Chạy. Nè, bữa đó đâu thấy cá nhỏ dính dữ đâu mà. Bây giờ mình tiếp tục cái chạy thứ hai. Em chạy bển luôn hả? Chống bển nó chống bển nữa. Chưa nè. Đây cạn chưa hả? Cạn. Cá cỡ nhiều hả? Bữa nay cạn dữ lắm rồi. Không à, chút nữa hái trên này nha, ở dưới bắt ba là hết rồi đó. Thắng lọt lọt qua đưa cho ông sang truyền truyền qua. Tụi mày lội qua bên kia. Đó, con ấy được, mà không có được. Đi đâu, đâu cần gặp mé nữa tại. Mé nước cây không ơi. Cây không rồi nói ra. Nói ra nó xuống ngay cái lòng lạch giữa đó. Chứ cây. Cây. Chút nữa chú ha. Không đi sát trong chút nữa. Rồi cho con cá nó đạt con mày.
đi nói vô trong cái cục cỏ chú Sang cho thằng Minh nó lặn tới nó dễ, để đi đó cái nó lặn khó lặn. Không không, để cơ cầm ấy đi, để chút nữa mà có người đạp cũng được nữa. Ừ. Ờ bắt đầu mình kéo nha đó nè. Ờ giác kìa. Tay vẫn đừng có vuốt có sáu nữa, hôm qua có cái chốt á. Gì hả? Nó cái chèn kia, cái chèn kia. Lọt sổ ha. Ồ, có lấy có lấy. Cho dính nó luôn các bạn. Dính nè. Dính. Con túi rồi đó. Ờ, con túi này chết rồi. Túi này bị gì? Ở cái chèn nữa, cái chèn nữa. Lâu 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 lâu. Xe nó lỡ luôn các bạn. Đó 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 đó. Ôi nào ơi, nhiều nè. Cây vô rồi. Bởi vì nó nặng thì chết. Lấy cái cây ra. Thật lắm vậy. Quá, cá bự rồi. Tàu sao? Cá bự vô. Nó bự không à? Lên 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 lên. Tại nói cá bự mà không có phải nó. Nó ở cái nó có cục chứ không phải nó ở tầng 7 đây. Vậy hả? Ừ. Cái trống trống là nó không có bự mà nó vô con bịch chừng nào. Tao có dạng lớn không ba? Nè. Lại là mình được ba con phải không? Đó con hai con là kia con với ba con. Sẵn sàng cái chạy đi. Cái này cá bự không các bạn. Cá bự không. Con nào nó nhỏ. Lúng nè, lúng nè. Quá lúng rồi. Trời. Tiếp nha mưu. Lên lên lên. Lên đi. Nó bỏ cho lên. Anh dẫn em anh. Lên đi, lên đi. Nó bỏ cho mình. Lên chú ơi. Câu cái chẹn ngon quá. Không luôn. Ủa lỗ này gì mà lọt đó. Bốn phân không? Lọt đó. Hết còn con nào con nấy kìa. Quá. Thôi. Dạ. Này hơn một chục luôn rồi. Ừ, nhiều lắm. Nhiều lắm. Trời ơi con đâu có này. Cái nãy không bự. Ôi ôi. Bắt tha mới đã rồi. Quá đã rồi. Nãy không à. Lấy bắt cái chèn đi, nó còn trong cái đống cây đó dữ lắm nó bắt bắt. Dữ lên. Ừ. Nhớ là mình quậy dưới đây nè rồi nó động nó chạy ra đó gần ngất rồi trời. Chú trống. Đó. Hai cái chèn luôn. Một túi ông phân cho ông xăng vậy đó. Con xe bơi xăng lại đi. Ô ô. Cái còn không hết. Dạ lên. Ô. Quá khứ rồi. Này là sao đó sao? Làm thêm lưới nữa hay sao? Nữa chứ. Cái nữa đi. Đầy thùng bê mình nghĩ ha. Đang mê mà. Nhông nó tới trước chút là ngon luôn ra đó là mình giữ đó, không bị bành phạch không tính ra mình kéo đây lại đây chừng 10 mét gì. Ừ. Đấy, đúng rồi đó. Đi qua bản đi bỏ lỗ cái này con đi cho con đi qua bản trước đây đây lại ra đây, 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 dạ được rồi đó dặn đó đi bác sao dặn đó dặn ngang đó đi đây, 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 giờ mình kéo cái này nữa là mình nghỉ. Cái trống nè, đây nè, đây nè, cái lỗ nè. Thẳng lại vô quá. Cái lỗ này đi. Em lỗ cho người phụng. Đi mời qua. Mày lặn ngang qua đây là có lỗ hết trơn á. Không cần mày thò cái tay mày. Phụng ơi, mày thò cái tay mày gặp lỗ Phụng ơi. Tao. Nó dính ra. Mời kéo xuồng lên này rồi. Rồi. Thả nha. Ừ. Kéo đi kéo. Cái đó thôi hết ba hết cái bìa luôn. Tới bìa luôn á anh. Con loại không nữa. Nó tướng trước không?
Ông đi nói trong đây là cái ông chồng ra ông cắt cái lỗ gì đó. Trời ơi, gì đó. Đó đó. Tao kéo mạnh lên anh. À. Kéo gì chạy mạnh thôi. Mạnh chưa? Kéo mạnh lên. Sao có dùng bản mà tại? Đó, được rồi đó không? Ừ, đẹp không? Ừ, ừ, thẳng rồi đó. Rồi. Đâu chứ nha? Đâu rồi? Rồi. Chạy cuối này mình để mình ngâm cỡ khoảng 15-20 phút mình thả cái ống luôn. Bác ba nói để mình đổi chiến thuật coi có một hai con cá chê hay cá lóc gì không. Cá chê không? Chứ nó ngập nó cũng trồi lên rồi bác ba. Trời thì ủi ủi thôi vô túi à. Vậy là con tính là bắt một hai cá chê ha. Dạ. Thì sao cũng được. Cậu hên xui không biết chứ. Giờ mình xuống chứ. Đặng mò cái dây dụi xuống đụng hai ba con rồi. Dây dụi bắt đầu cái kéo lên. Ở trên nữa sao? Vậy là mai mốt mình chơi chiêu này đi Minh ơi. Làm có bộ làm hai kéo là ngon. Khỏi cần kéo nhiều cám. Lột ngược rồi. Ngược bên anh, ngược bên bác ba rồi. Tại chính là cái con kéo nó dịch lên chị á. Mày kéo rồi. Gọi lên chớp luôn rồi. Đó nó xui đó con. 1 em 2 3 4 5 6 7 8 9 chục gì nè. Chạy gì đâu mà chạy. Con kéo lên hả? Nó còn dính kẹt ở dưới á. Trời ơi, dụ mà một đống lộn nhậu rồi. Dữ lắm rồi. Ô cái chê nó nè thấy không? Cái chắc cái gì nữa nè. Quá khứ lộn nhậu rồi. Ôi. Giữ luôn rồi còn khúc anh ba nữa kìa. Anh xanh trước đi. Quá cỡ rồi. Quá cỡ rồi cả nhà ơi. Đưa 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 lên cho. Dữ lắm rồi. Ủa, nhắm là hiệu quả không? Đúng rồi. Thôi, thắng lên từ từ. 4 5 6. Khoan khoan khoan. Mà lôi lên muốn không nổi cả nhà ơi. Mày thấy cái tao lên lên luôn đi. Cái chỗ mới rồi. Không? Cái chỗ mới á nó mới có nhiều nền. Cái chế bên đó. Có nguồn cá chê nữa. Rồi rồi bà, lên. Rồi. Rồi. Thôi ơi, ông nổi rồi. Trời ơi. Tiếp 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 nếm nếm bắt ba lên con. Bói đâu tiền bói rồi con. Trời lắm không. Kéo vô đây nè coi, vô mát nè. Vô mát nè. Rồi cả nhà ơi, mình ngồi xuống cho cha chụp hình ghê cha. Ngồi đây anh ơi. Ờ, lên tới nóc luôn nè. Trời ơi. Dòm nè cả nhà. Nội bên đây nè. Dòm qua bên đây nè. Hút con điếu thuốc mà nó hiệu quả. Vậy là chuyến sau hút thêm điếu thuốc hơn sao rồi. Bác ba mà có cá thác lát. Hai cá chê. Kiếm cái bao đựng chứ không thôi đâu có được. Dạng này kiếm bao rồi. Quá dữ luôn rồi. Vậy là kết quả một cha cao 100% luôn á. Cái dính này nè. Cái dính nữa. Cái dính chết luôn rồi đó anh ơi.
chết bắt. Đâu có lộn chứ, đâu có chốt nghe. Có không? Có, có chốt. À. Đâu có lộn, đâu có lộn bị vậy hả? Đâu có. Có gì ông phải vô dò tôi đi nè. Đi đâu? Ba sao? Cũng khiếp cái trại này chứ. Vũ trên đi xuống, vũ xuống đi. Này nó bị gì vậy nè? Bở nó mới lẹo nè. Đó. Nó dính nó còn rồi cấp con kéo nó mới ái gom lại dính. Thôi cái này không biết đếm nhiêu, chắc thùng bê nữa quá. Một con một rồi cả nhà ơi, đủ rồi. Con một là đủ rồi. Này nó lẹo nó chơi nè. Kéo được rồi. À, mình ngắm để vậy luôn đi. Qua cái đầu nó lên nó ngọt nó quẹo qua quẹo lại. Sao chắc. Nặng quá. Rồi đó. Gì đó, ừ cái nào chặt khẽ đó. Cá chót này bẻ ba ngạnh chưa chú ra? Bẻ rồi. Nè lắm lắm nha. Kìa nó gớt ra kìa. Đây cái chê bên đây nè. Thấy gỡ sạch luôn nha mình. Em trai ba lục bình bị chích một mũi vaccine. Để nó chơi văng ra ngoài kìa, nó dần nha. Sao mà... Ừ, cái chỗ bự rồi nè. Con thằng ba cái chỗ đồng thanh có bể nặng chưa? Nè, đây con có chơi đi nha, nằm dưới kìa. Nó nằm dưới giỏ nè nó. Sao nó mắc kẹt gì nữa mình? Nó kẹt ngành cá chốt á. Tại mình ngâm á, cái lưới mình cướp mình, cái chạy mình nó dùng á. Cái nó quắn. Ừ. Rồi đây vậy. Dính dây luôn á. Dạ chứ sao mình ngâm hút điếu thuốc kéo, hút điếu thuốc kéo. Rồi, hai chai à. Hai chai dạ. Hai chai là đầy thùng, hai chai là hai thùng á. Đi kiếm cái bao rồi. Trời ơi, vô mà cứng cái túi luôn á. Trời ơi, dữ lắm luôn rồi bác bao, cái chai này dám hơn cái chai bữa đó hơn 50 con luôn á. Chai này nhiều mà con. Này vũ ra cho người dễ quá nè. Đưa con sáu đứa dám vũ ra chứ. Đó, bỏ vô đèn thùng đó. Còn nhiêu đó con bỏ đèn thùng đó. Chứ không phải ấy đâu. Quá trời. Vô bánh này. Cái này, ơi, nhờ có... cái này là tàu ngầm mà hạng nặng không? Hạng nặng. Đặc biệt. Tàu này tàu của Liên Xô, tàu Mỹ. Không phải tàu Việt Nam phải không? Việt Nam mình cũng hơi... Ngày không tụng rồi bắt cá con trời ơi bắt cá con là bị trời. Quang. Mới thì nó thấy ham. Đại dương này không không bắt. Ngặn kìa nó vô. Còn cứng cái túi luôn á. Tôi nói với ông á bị cái khúc mới là nó lúc nào nó phải có nhiều chứ, còn cái khúc cũ là ông kéo không có nhiều. Mai mốt gì nè anh ba. Bây giờ đó nếu mà mình nghỉ trong cái thời gian đó đó thì mình đem cà phê theo mình uống, thấy không? Ai hút thuốc hút, thấy không? Quất hai chài cái rồi gì vậy? Vô kìa cha bác, bác cha lại coi cái túi này nè cha. Đó, nó vô vậy nè cả nhà. Cái túi mới vô vậy đó. Vô cứng ngắt luôn á. Vậy đầy nhóc nghe này sao ra nổi. Mấy. Ngâm hồi ảnh ngợp hay sao ha bác ba. Ngợp chịu không nổi. Vậy là dưới sông này không biết bao nhiêu tấn. Không biết bao nhiêu tấn nữa. Ờ, này ê, đừng có cá chẹn bác ba. Năm con hả? Năm con rồi đó. Con. Hết luôn chắc trên 20 kg quá. Ông sáu nội cái khúc này không gần cả 20 kg à? Mình ba chài hả? À bốn? Ba. Ba chài. Quá rồi. Có chài này là gần 20 kg. Có chài này là dữ rồi đó. Rồi, mình về cả nhà. Còn trọng là gì bác sao? Bỏ cái luôn. Nữa. Dăng nước. Rồi vậy sao thấy lượng đâu lựa bắt mấy cá chèn cho bác ba? Đổ nước. Hết bát rồi. Ba. Nè cho miếng nước đây. Rửa còn hết.
20 con. Này bác bà nấu mẻ với chú cây. Sắc khúc mình trẻ ha. Dạ. Này bỏ từ con xuống trước cái bác ba. Lụm lụm từ con đi. Đại gì à? Mẹ xôi đâu mình thả cá vô. Quá. Uống nước mà ta, nút nước mà ta. Đậy lại cho nó sâu chùm lên đó. Chơi nước nhiều quá ra ăn uống gì. Cha đang làm chuyện mưa ớt. Chén nữa, làm tô con ơi. Quá trời, đầy nhóc luôn. Đẩy nồi luôn rồi hả bác ba? Thấy nồi cá không hả? Cùi bác ba ơi. Cùi, không tin giả hợp nữa coi. Sôi ngột ngột luôn. Sắp trên nó nên gọn gọn luôn. Cùi, đàn cá không? Cơm với bò bắt tiêu hết trơn. Cùi, một nồi cá. Cùi. Ai đặt cá lụm? Ai cá lụm rồi. Giờ mấy con giờ bắt sáp? Thêm nó, thêm con hai con nữa ha. Coi đầy đầy đi. Cá nhiều nó để cho nước có xả là có nêm rồi nó cả nhà ơi. Thôi nghỉ đi, thôi. Chừng nào hết rồi mình múc nữa để cho nó nóng. Khác. Hai dĩa sao mình? Dạ hai dĩa. Luôn luôn à. Để gì vừa đành để cho nó nóng. Dạ. Vậy để chục con trước đi rồi chục con sau. Rồi được rồi, được rồi. Dạ. Con nữa đi, con nữa đi anh ơi. Nữa đi, nữa đi. À, bánh cắt qua. Ừ. Thêm con nữa đi. Đó, rồi. Đóng mà. Rồi, lấy cây cây ấy để vô. Chuối, chuối để vô. Cây. Đó, giờ chuối cây. Còn nước sao ta? Ra nước để vô. Để nãy nó đầy quá cho nên mình phải gấp ra bớt mình mới để chuối vô được. Chứ không gấp ra là không có để vô được gì. Rồi nó gấp lại, để nắp lại. Nó cá không rồi đầy rồi. Đùa đùa hay sao bác ba? Đùa. Đầy quá trời hồi nó chín dữ lắm à. Đùa 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 đi. Vậy là mời tất cả anh em vô. Giờ mình cũng chín hết rồi. Xong rồi đó. Xong. Như vậy thôi. 4 chai dư hả? Thì mình còn dư lâu. Một mớ lâu kiến cũng nhiều lắm. Tại mình ăn cái này có 20 con à. Mình chút chia cho bác 6 mớ, anh 2 nữa, bậc 3. Mấy lâu kiến đợt trước mặn gì ăn bác ba? Ngày hôm qua luộc xả nè bả. Dạ. Hôm qua với ông Mít mới luộc sáng rồi. Gọng để ăn dành ăn lai gai hoài. Để ăn lai gai hoài. Cái nước canh nước sẽ chan vô trong cái nước ngon lắm. Nước có xả bằm xả vô đó. Thơm lắm. Có xả vô cái nữa nè. Cực kỳ. Có chạy khói ta bưng sao có khói dưới mình. Dạ. Khói không? Để con lấy mấy cái cây đó con nhúng nước mà được. Mình uống mỗi dạ, bữa nay mình cũng đi làm được mới cá lau kiến. Vì mình mà là nấu mẻ. Bây giờ mời cả nhà với anh em dùng bữa. Rồi, anh em xúc nhau anh em làm ha. Ngày thì anh em mình làm với nhau rồi có thì ăn chứ đâu có bán chát gì đâu. Thì bây giờ cứ anh em nào ăn nhiều thì cứ bắt ăn. Còn nhiều lắm bơ. Nhiều lắm. Mình làm được nhiêu mình ăn nhiêu á. Vô anh vô đi. 1 2 3 vô. Vô cái đi. Thấy cái tay dưới bé cái.
làm miếng chua cây à? Chua chứ con. Chua chứ. Mình hấp miếng nước cơ mày. Chua mà chua ngọt. Đàng hoàng. Già này hấp nước mẻ mà. Đây ừ. Đó. Sao con? Hiểu không? Chua mà chua ngọt. Lấy, lấy. Mà lấy hả? Chua mà chua ngọt đàng hoàng chứ phải nó chua. Im. Im không? Im. Lên lấy cái cuộn giấy xưa. Giờ cá này ngự con thấy sao ba? Còn giờ anh bẻ phân nửa trước đây rồi cho vô chén đi. Không được, để vô nhỏ bẻ phân nửa đây rồi. Cái đầu nó đâu ngon đâu, ăn cái đuôi đi. Nè, chú Trang ăn cái đuôi đi, cái đầu để đây nè. Cái đầu xương không mà lấy ăn trước rồi đấy. Thịt nó để dùng với Sang rồi. Rồi ăn ốm. Con cháu nó ăn cái đầu đi, không già nó ăn cái đuôi. Lên cùng giấy. Chú ăn đuôi trước rồi. Cạp nó đi. Không, mà nó làm thì bự bự ngựng con ha. Có cái dĩa. Dĩa mới được. Con này nhỏ quá nhỏ. Cái chén gì dễ gì. Chảy không? Ừ. Cá chín như lắm tại cái xương sống xương nó cứng ăn gì được chứ cái giấy chùi nó được lấy đi lên lấy nè bây giờ mình dùng mình tay chứ dùng tay mình bóc cái này không ăn bổ được rồi mình lùng nhỏ rồi cầm cá leo kiến là thấy thèm rồi chảy nước miếng rồi nè ăn mình lọc vô dãy cái mình làm miếng thấy người một con thấy không tự làm luôn à. Ừ. Anh thấy không, này xương không, đâu có thịt gì đâu. Dạ. Nước đã thiệt. Ừ. Còn nước nữa. Dạ. Còn một nồi nước luôn đó, cá luôn. Ăn tới vút cái nước coi. Cái đầu nó xương không. Im quá năm ơi. Ngon. Cái đầu nó xương nhưng mà bù lại cái nó béo. Còn mình ăn cái mình nó ăn chừng cái với hai là ngán rồi nhưng đúng mà rồi. Cái đầu nó không có ngán. Vậy cái đầu nó chết chết nó dễ ăn. Không có thịt thẹt mà. Mỗi người mỗi thích thôi sao? Ừ. Người khác ăn thịt. Quá. Wow. Nãy ăn mặn không thấy nó mỡ không vậy? Mà công nhận nó ở chiếc mặt này nó mỡ quá xá mỡ luôn. Không có mỡ mà giờ mình thấy cái ruột nó trắng phao. Ừ. Thịt thơm em, mỗi chín nhiều quá nó thịt nóng lâu nó thơm hay sao? Dạ. Tại con cá nó nước nó vô ra đó bắt sống nó thơm. Nước nhiều. Còn cá trong mương vườn với cá trong hầm không có ngon bằng cá này đâu. Mình màng cỡ nào màng cho nó không có thơm mà. Nếu mình có mẻ rồi phải không? Ừ. Nó thơm mùi mẻ. Quá trời. Ăn không nãy vậy? Quên có rượu. Vô. Quá ngon. Béo không? Béo không? Trời trái chứ. Trời trái. Đầu phải làm lẻ lẻ luôn. Chịu lên nổi rồi. Quá. Đổ mồ hôi lử rồi. Anh nổi rồi vô con em. Dán chung chiếu. Được rồi vô anh ba ơi. Rồi. Mày hao cá dữ mấy út liên hết đẻ nửa con cá rồi. Cá bên nhiều mà bớt qua bớt sao nhiều mà có gì còn nhiều sao ơi dân thú rồi dân thú rồi vô một ly là cái đầu hả. Trời chết rồi ba. Cái đầu đó luôn lên ba. Đợi luôn. Đó. Rồi, bắt đầu lên. Vô. 2 3 vô. 1 2 3 vô. Mở cái này luôn. Sớm giờ bắt cháu mình đi bắt và về nấu nướng nữa. Video nó cũng khá dài rồi, mong cả nhà thông cảm. Cho mình xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn cả nhà ở video ngày hôm sau ha, cùng đồng hành với bác cháu mình trải nghiệm săn bắt, chế biến những cái món ăn ở quê dân dã ở quê của mình. Rồi giờ mình chào cả nhà các luôn chơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình không cảm mình đang cạp cái đầu. Cạp cái đầu.